Chào anh em nhá. Và mình đang ở mùa 4. Nếu anh em có một cái ý tưởng gì hay là mình muốn mình chơi một vị tướng gì hay hãy comment ở dưới. Mình sẽ lắng nghe ý kiến của anh em và sẽ làm anh em xem những siêu phẩm tuyệt vời nhất của người nhá. Khởi đầu trận đấu thì mình đã có một con Nami cầm BF rồi. BF này thì chúng ta có thể làm những trang bị như kiểu là vô cực kiếm này, có thể là làm một cái huyết kiếm này, có thể là lưỡi hái tử thần này, rất là nhiều trang bị trường súng nữa. Vậy nên là cái trang bị BF ấy là chúng ta hãy nên gọi là một ST, gọi là một cái sự lựa chọn, một sự lựa chọn đầu tiên trong khởi đầu của mình nhá. Chúng ta có thể chơi rất là nhiều hệ nhờ cái trang bị đó, chính là BF này. Bộc quà đây, nó là một con Akali ạ. Wow, khởi đầu trận đấu chúng ta có một con Akali này. Vậy thì game này nếu như mà ra những con kiểu liên quan đến sát thủ hoặc là nhẫn giả ấy thì mình sẽ cố gắng gọi là làm một game về kiểu Akali, gọi là one shot này mọi người nhá. Akali này thì anh em biết rồi, đó chính là rất là mạnh, nó cực kỳ mạnh luôn. Nó một con tướng thể hiện khá nhiều trong cái giai đoạn gọi là kỹ năng khởi đầu trận đấu, giao tranh rất là gắt. Chỉ gọi là một shot thôi, một skill duy nhất thôi là có thể đi một mạng, đá một mạng. Cung gỗ này, cái lắp luôn cho con Akali đi ha. Có thể mình sẽ làm combo kiểu là đại bác thiên thanh này, vua kiếm và một cái gạc bảo thạch cho Akali nhá, như thế là chuẩn nhất. Một sút, hai sút, ba sút. Ui, cái chí mạng của nó khá là cao nhưng mà nó vẫn chưa kích hoạt hệ sát thủ mà cái lượng chí mạng đã tuyệt vời này rồi. Thần tài à? Team Ken. Con Team Ken này nó có hệ thần tài và đấu sĩ này. Pheleos thì đang có Nguyệt Độc và Thượng Săn. Khởi đầu mình như này đã thôi. Mình con một cái giáp lưới này. Ok, cho team Ken lên 2 sao luôn nha. Để đứng đây đi cho nó chống chịu một chút cũng được. Ông này trước giờ là có đát số 2 rồi. Hai con thần rừng nữa, hai con hệ thần rừng nữa. Khá là khỏe đây. Nhưng mà Akali của mình là một vị tướng 3 vàng. Ba vàng, cái kiểu là sát thương của nó rất là mạnh em đúng không ạ? Sút kìa, một mình của nó thôi là đã gọi là khiến cho gọi là đã giết ba thằng team địch rồi, 1 cân 3 là có thật đó. Bùm, Diana anh em. Ông này thì đang có Wukong này, Wukong tiên phong với cả thần thánh Lasua nữa. Khởi đầu thì anh em vẫn chưa có hệ đội hình gì chuẩn, mà đội hình gì chuẩn cả đâu, nó chỉ là đơn giản là đội hình để dép game thôi, đội hình để dép game thôi mọi người ạ. Akali thì mới chỉ một sao thôi mà cái sát thương với cả tỷ lệ chí mạng của nó khá là cao rồi, khá là mạnh rồi, nó sút rất là đau đấy. Con Akali này thì nó tự đã xuất hiện ở mùa 1 rồi. Và anh em biết rồi, mùa 1 thì nó kiểu là nỗi kinh dị khi chúng ta kết hợp với kiểu là ba vua kiếm.
Ba bộ kiếm thì với kiểu các với kiểu con Akali này ấy, thì chúng ta hay gọi là chỉ cần 2 sao thôi nhá, 2 sao thôi là đã đủ kinh khủng rồi, đã đáng sợ rồi, chưa nói đến 3 sao đâu. Và nỗi khiếp sợ của những anh chàng mà kiểu máu giấy, kiểu xạ thủ hoặc là tăng cơ nhá. Tăng cơ cũng gọi là con Akali này cũng phải gọi là gọi là bố luôn ấy, rồi con mẹ luôn, đến quá mạnh. Mình feed máu để đi chợ lấy đồ mọi người nhá. Nên mình không mua cho tướng mà, chủ yếu là feed máu để đi chợ lấy đồ thôi. Và có đồ chuẩn thì mới có thể là mạnh mẽ được. Có cung gỗ này, có găng đấu tập này. À, lấy mất cung gỗ của tôi rồi. Thế thì mình có nhiều lựa chọn lắm mọi người. Mình 92 máu nên là đang ở vị trí top 4 nên là hơi thọt đồ, hơi bị thọt trang bị. Thôi thì lấy cái găng đấu tập ghép thành một cái vô kiếm cũng được. Bạn luôn, chúng ta có Akali vô kiếm nhá. Và cho thêm cái hệ nguyệt tộc vào đi. Hệ nguyệt tộc thì có con Diana là con sát thủ, nó sẽ kích hoạt luôn cái hệ sát thủ ở con người trên người con Akali này. Ui ôi, cha này tận ba tướng gọi là 2 sao luôn. Garen này, Team Ken này, Vi này. Khỏe quá. Liệu ăn nổi ở đây. Akali thì mình thì sút mấy trăm máu trâu này, sút hơi mệt. Ui xồi ôi, còn thêm Kata nó xoay được phát đấy thì chịu rồi. Kata, Garen với cả Vi là chung một hệ, đó là hệ chiến tướng mọi người nhá. Hệ chiến tướng. Hệ chiến tướng là nó giống kiểu siêu công nghệ vậy. Là chúng ta có từng nấc, đến một nấc nào đó thì chúng ta sẽ được cộng máu và sát thương, đó là hệ chiến tướng hay còn gọi là hệ siêu công nghệ ở mùa 4. Thì thường thường thì game nó cũng chỉ đấy thôi, nó chỉ lấy cái sườn thôi, lấy cái sườn để có thể gọi là chế tác thôi. Ví dụ như kiểu là cái sườn là cái sườn như kiểu là sườn bí ẩn này thì mùa nào cũng có bí ẩn thôi. Tiên phong thì cũng vậy, mùa nào cũng có tiên phong bí ẩn, cái đấy không thể thiếu rồi. Xạ thủ này, pháo thủ này, nhiều thứ như vậy đúng không? Nó đơn giản là nó chỉ thay đổi cái tên gọi thôi, còn cái nội tại của cái hệ đấy thì giống như nhau vậy. Khá là giống nhau. Cho Annie vào mọi người nhá, cho Annie vào để kích hoạt hệ thần tài đi. Có thần tài khả năng có đang là một cái Nico ấy. Mình đã có thêm cái một cái găng đấu tập nữa.
Và kiểu game sau, những round sau đi chợ thì nhặt thêm một cái găng bảo thạch, một cái trường có khổ thôi là chúng ta sẽ có một găng bảo thạch nữa. Combo đó chính là vô cực kiếm găng bảo thạch dành cho Akali. Game này thì mình tính bù đồ cho các Akali là một cái vô cực kiếm, một găng bảo thạch và một cái đại bác liên thanh. Đấy chính là ba cái trang bị mình muốn bù cho con Akali này. Ôi dồi ôi, ở Phelios. Con ở Phelios này là cái hệ nguyệt tộc rồi ạ. Và cái nó sẽ triệu hồi những con lính đánh thuê. Ui, cái đéo gì này, Akali tinh anh sát thủ à? What the fuck. Thơm thế này. Ôi trời độ à. Ok, lấy vào luôn nha anh em. Chơi luôn chứ gì nữa, không phải suy nghĩ rồi. Vậy thì mình đã là lúc đầu mình khởi điểm bằng chơi một Akali ở đấy, nhưng bây giờ thì cái khả năng Akali chơi mình còn cao hơn nữa, bởi vì nó ra một khả năng có tinh anh sát thủ luôn mọi người ạ. Mình sẽ bán con Akali 1 sao và để đồ Akali 2 sao tinh anh này nhá. Ôi dồi ôi, hên vãi. Ngày thì quá lên đỉnh rồi. Kiểu chơi độ là mọi người, đúng game định mệnh rồi. Mùa 4 là cái mùa gọi là đặt tên định mệnh của mọi người ạ. Và mình đã có định mệnh của chính mình, đó chính con Akali tinh anh đây. Định mệnh của tôi, one shot. Vẫn hơi yếu nhở. Tầm 3 sao thì may ra mạnh hơn, đúng không? Hoặc là bây giờ chưa có găng bảo thạch rồi ạ. Phải có thêm một găng bảo thạch nữa thì cái sát thương Akali nó mới trọn vẹn hơn được. Còn bây giờ thì Akali nó vẫn chỉ đơn giản là một cô gái nông thôn thôi. Nó vẫn chưa lên là thị trấn, thành phố được. Nó vẫn chưa quẩy được. Nó chỉ dãy chết một chút thôi. Da xua cả mũ thủy à, có vẻ sáng tạo quá nhở, sáng tạo hơn cả mình rồi. Một chàng trai có tính sáng tạo khá cao, nhưng mà da xua cả mũ thủy không hợp lý cho lắm. Thực sự như vậy, mình đã từng test rồi, thì da xua cả mũ thủy thực sự không hợp. Mình sẽ lấy một cái, đó chính là một cái đai máu để ghép một món đồ tăng cho đội của mình nhá. Về kiểu đồ đam thì mình nghĩ là nó sẽ ra kiểu gì nó cũng ra thôi. Với cả mình sẽ lấy đồ thủ đi, đồ thủ cho những con tướng thủ đi. Chơi sát thủ mà kiểu cái dàn thủ mà không có ấy thì rất là khó để chơi sát thủ được. Bởi vì rất là dễ bị những con kiểu cái dàn thủ không có ấy, thì những con tướng mà kiểu sát thủ nó sẽ nhanh bị những con khe tim địch gọi là bắt chết đấy. Thế nên chúng ta cần phải một cái dàn thủ cứng cáp thì mới có thể chơi sát thủ được. Như đây thì mình sẽ có 2-3 vàng còn là ngon đấy nhở. Mình sẽ gọi là sắp xếp một chút nào, bán con bon mấy con này đi. Hơi bừa bộn. Nó xích tướng hơi bừa bộn nên mình sẽ sắp xếp nó một chút. Này sẽ bán đi nhá. Bán đi và cho vào con team can này, cái gọi là chính là một cái áo xăng lửa luôn. Ông ấy gặp ai đây? Ai à? Lại gặp ông chiến tướng à? Chiến tướng Akali đồ chất lượng quá nhở. Mũ thủy cộng một cái bản thể công lý luôn. Không sao, hên quá. Hên mà ông... Ui dồi, xoáy kìa. Nó chịu rồi, phát đấy một Akali nó đấm thẳng vào con Kata thì may ra mình win rồi. Nhưng mà không ngờ thì vẫn để Kata xoay được. Và khi một cái Kata đã xoay mà cầm đồ như vậy thì bố ai mà đỡ nổi được. Mũ thủy cộng thêm bản thể công lý nữa.
Ok, Akali cho Diana vào, chúng ta sẽ có bốn sát thủ này. Mình sẽ game này mình sẽ hướng tới bui, đó chính là 6 sát thủ mọi người, 6 sát thủ bốn nhẫn giả. Đó chính là cái mục tiêu của mình. Và Akali 3 sao nữa, Akali 3 sao cũng là một phần mình đang cố gắng tới hướng tới nhá. Sút bập một mạng. Sát thủ Akali bây giờ cũng khá là chất lượng đấy. Nó vẫn chưa đủ đồ nhá. Mình sẽ kiếm thêm một cái mỏ thạch cho vào nữa sẽ đủ combo được. Với cả một cái đó chính là đại bác liên thanh. Xuất hiện luôn Akali này. Game này thì mình đã chọn đúng con đường rồi, bởi vì là những con Akali nó ra khá nhiều. Chọn đúng con đường đấy mọi người. Con đường của mình là chính là Akali. Định mệnh của mình là sát thủ. Bún vàng thơm vãi. Thế anh em đúng không? Chúng ta chỉ cần cho, bởi vì đang có Katarina ấy, là một hệ sát thủ thần tài rồi, vậy nên mình chỉ cần thêm hai con đấu sĩ nữa thôi. Sẽ còn thêm con Tim Ken và con Sijoni thôi. Là chúng ta có hẳn một luôn hệ thần tài. Hắc đổ rất là nhiều luôn. Anh em thấy không ạ? Bây giờ hắc phải tầm mười mấy vàng rồi. Rất là chất lượng. Phải nói là quá chất lượng luôn cái hệ thần tài này. Đôi khi ấy, chúng ta đủ 6 thần tài ấy, với cả chúng ta có một chuỗi thua nhiều ấy, thì chúng ta sẽ còn đang ra một phản phát ấy. Đợt trước mình ra một lần ấy là ra hẳn một con tướng 5 vàng 2 sao luôn. Ui, đúng nhân phẩm luôn rồi ạ. Mình không ngờ như vậy luôn. Ra một con tướng 5 vàng 2 sao khi mình đã đào đủ với Akali này. Đủ xe nữa này. Với mình đủ 6 thần tài và mình có một chuỗi thua rất là dài. Cuối cùng mình thắng một trận phát ra hẳn một tướng Lee Sin 2 sao luôn. Akali, ui, Akali. Mà không, sẽ là thật chịu rồi. Gặp ông Kalista, ông găm giáo nên thì ai mà đỡ đổi được. Lượng giáo găm quá nhiều khiến cho con Akali của mình không thể hiện được và cuối cùng bị sốc đam chết. Ai à, ông này cũng sát thủ đây, Z sát thủ này. Bike thì đang cầm một cái sâu zin. Nhưng mà rất tiếc các bạn ạ. Akali của tôi thì quá mạnh. Quá mạnh. Bike chắc một sút thôi, một sút thôi đúng không ạ? Mới kìa 2 sao, một sút tới 700 dam rồi. Thì nó 3 sao anh em sẽ thấy được sức mạnh tối thượng của Akali này. Anh em sẽ thấy sức mạnh tối thượng của Akali 3 sao này là sẽ như thế nào. Em cùng theo dõi nhá, chờ đón một siêu phẩm đấy chính là Akali 3 sao. Và anh em xem video thì hãy ủng hộ cho mình một đăng ký kênh, một like video để mình có động lực thêm ấy, để ra những sản phẩm video hay hơn cho anh em cùng trải nghiệm nhá. Thưởng thức Tata 2 sao này. Ok, lên luôn đi. Mình đang có hai con sen rồi. Sen lên 2 sao với cả có Z với cả có Kennen thì mình sẽ thay đổi luôn nhá. Sẽ úp lên luôn cái 4 nhẫn giả luôn. Akali này, ok, chúng ta chỉ còn hai con Akali nữa nhá. Hai con Akali, à một con Akali cuối cùng thôi, một con cuối cùng thôi, chúng ta sẽ có Akali 3 sao. Ron luôn nhỉ, Ron luôn, kiếm Akali luôn. Ron luôn, không ra rồi. Vẫn chưa xuất hiện nhỉ. Chưa xuất hiện đâu cả. Ok, số Sen 2 sao này, Z này, Pi này. Chúng ta sắp được nhìn thấy con Akali 3 sao rồi. Sắp được nhìn thấy Akali 3 sao rồi. Akali 3 sao rồi, Z 2 sao, ok lên luôn đi. Akali, Akali,
Akali. Cảm giác mà kiểu Ron phát ra mà không kịp mua nhở, không kịp mua mà nó qua kiểu round mới thì đúng là sự rất là cay đấy. Ui, có Akali cầm thìa mọi người ạ, vãi trưởng không, thật là vãi trưởng các bạn ạ. Akali cầm thìa kìa. Akali cầm thìa mọi người ơi, nhưng mà mất rồi. Zone cầm trang bị đó chính là cái chuyện quá khổ. Ui, không cần cho lắm, mình sẽ lấy đang đấu tập của con Lissandra đi. Akali ơi, xuất hiện ông ơi. Lên 3 sao cái cho anh em tôi xem chất lượng nào. Z này. Thay đổi dần mọi người ơi, mình sẽ thay đổi dần đi. Z không phải là một tướng sát thủ, Z là hệ bóng tối và dẫn giả mọi người nhá. Bán đi. Cho Kennen vào nữa. Chúng ta có 4 dẫn giả và 3 sát thủ. Mình sẽ 4 sát thủ, 4 dẫn giả, ok. Khá ổn rồi. Cho sen đồ thủ mọi người nhá. Giờ chuyển việc Ron kiếm Akali 3 sao thôi là game này là dễ luôn. Game chính thức là dễ khi có Akali 3 sao nhá. Ui trời ơi, lại gặp chiến tướng. Mình như kiểu có thù oán với chiến tướng này mọi người ạ. Gặp biết luôn này. Thằng cha Akali này. Ui, xoay kìa. Ui ôi, Akali đổ thế giới có khác. Cái trang bị bàn tay công lý nó sẽ giúp cho con Akali ấy, nó có hai điểm, đó chính là một có thể là tăng sát thương kỹ năng, hai là có khả năng hồi máu. Trang bị khá là lên đỉnh luôn. Ui ôi, Akali 3 sao, ok. Tuyệt vời. Đây chính con Akali 3 sao trong truyền thuyết đây, tôi muốn giới thiệu cho anh em. Tuy nó mất chỉ có hai một món trang bị thôi và một món đồ lẻ thôi, nhưng mà rồi anh em thấy sát thương của nó này. Sát thương bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Ok, để xem gặp đối thủ nào nào, đọ sức tí nào, gọi là giao cấu một tí xem là ai mạnh hơn nào. Thử chút sát thương từ Akali nào. Akali 1600 dam anh em ạ, 1600 dam nha. Wow, ông này nhiều tướng quá, nhiều khống chế quá. Nhiều khống chế quá nên là mình không, con Akali không thể hiện được nhiều. Với cả là những con tướng thủ mình nó hơi bị mỏng manh. Không có thủ, như tôi nói ở đầu trận đấu rồi, đó chính là chơi đồ hình này mà không có thủ ấy là chỉ có ăn cám thôi. Chỉ có ăn cám thôi, không thể nào quẩy được. Bây giờ thì ra này rồi. Ra 4.7 thì để xem trang bị nó rút ra cái gì nhá. Nếu mà có thìa nữa thì ngon. Một cái thìa. Ui, liệu như thần luôn một cái thìa này. Sen, ok, cho sen ở đây đi, cứ có sen là biết nha. Chúng ta nếu mà lắp ghép cái trang bị đó chính là một cái thìa với cả cái găng đấu tập ấy, nó sẽ là ra một hệ sát thủ mọi người nhá. Nên là khá là ổn luôn, mình sẽ có 6 sát thủ và 4 nhẫn giả này. Còn trang bị cho Akali một cái găng bảo thạch luôn. Với cả bây giờ thì mình chỉ cần một cái đó chính là cái cung gỗ thôi để ghép Akali thành Akali Bluetooth thôi, nhưng mà lại không xuất hiện. Nhận 75 HP chính mạng. Ok, cho Nam lấy 5 y và...
Bike này. Mình giờ Ron đang còn nhiều vàng quá, đang còn 50 vàng cơ, lơ là 7 này khá là ổn định rồi. Akali vô cực kiếm cộng ngâm ở thạch. Bây giờ để xem anh em nhìn thử xem là cái lượng sút của nó bao nhiêu một sút nha. Uầy. À kìa. Cái kia hả? 3600 dam một sút, 3600 dam một sút. Wow. Wow. Chết rồi. Con Bike này đồ khủng quá, giáp hồi sinh cộng cả một cái giáp gai nữa. Chịu rồi, thua rồi, thua rồi, thua. Ôi, còn một máu thôi mà dễ chết khỏe phết đấy. Một máu thôi mà dãy chết chất lượng phết được. Ok anh em, Akali này một sút, ôi sổi, đánh chay thôi rồi anh em đã gọi là há mồm rồi, nó chưa đến skill nha. Một shot này, hai shot này, ba bốn này, ôi ôi mạnh vãi trưởng luôn. Akali này, Akali này đúng là quái vật mọi người ạ. Sáu sát thủ nha, sáu sát thủ này anh em biết rồi, cái lượng sát thương và cả khả năng chí mạng của nó sẽ cao hơn bình thường rất nhiều. 5.4 này anh em thì thấy là bây giờ là đang có một cái đai máu này, có một cái quỷ thư này. Đời của mình thì đang thiếu một chút, đó chính là còn có zone này ngon ha. Có zone thì mình sẽ có thêm hệ đại sư, tăng cái khả năng gọi là slow team địch. Giáp lửa cũng thơm này. Nhưng mà thôi, khả năng mình sẽ lấy cái trang bị đó chính là quỷ thư đi, bởi vì cái đội hình của mình hơi thiếu cái lượng về kiểu sát thương khống chế. Cái sát thương mà kiểu có sát thương liên quan đến giảm hồi máu ấy vẫn chưa có nên là mình sẽ kiếm nữa. Có thể khả năng mình sẽ cho Kata nhỉ, hay là Bike đi. Bike thì cái nó skill nó dài hơn, diện động hơn, dáng diện động hơn, ổn hơn nên mình sẽ cho Bike nhá. Còn bài nhá, thải. Ok, mình sẽ để đội hình xuống thấp thấp một chút để có thể Akali sẽ bắt được mấy ông ở phía đằng sau nhá. Nhìn cái đao, nhìn cái đao của con Katarina có vẻ hơi ấn tượng đấy, nhìn đao kiểu to dài và sắc bén ha. Ok, đội hình khá ổn rồi. Ông này cũng đang chơi, ông này đang có 9 chiến tướng à, đúng không? Khỏe quá nhở, khỏe quá nhở bạn ơi. Ôi trời ơi, Garen chỉ một sút thôi ạ, một sút thôi ạ. Ui ôi, vãi trưởng nhá, tăng hay là kiểu carry team địch thì cũng chỉ một sút là chết mọi người ạ. Vãi nổi, quá mạnh, một con tướng khá lỗi. Katarina này, có Ezreal này, Ire, mình sẽ lấy con Ire nha. Bây giờ mình chỉ cần những con tướng liên quan đến để lên 2 sao thôi. Chứ ông này thì đang có 7 chiến tướng. Và tớ thì sẽ cố gắng gọi là kiếm thêm một chút sát thương nữa để giết ông 8-7 chiến tướng này. 4 vũ hồn này anh em, 4 vũ hồn này là tăng sát thương kỹ năng cho những ông tướng vũ hồn nhá. Và khi anh em mà đạt kiểu 6 vũ hồn ấy thì cái lượng sát, cái khả năng sát thương phép ấy, cái gọi là nội tại của vũ hồn nó sẽ cho toàn đội cơ. Ông này đang có La Sua khỏe quá nhở. Ông đang chơi hệ song đấu rồi nhá, hệ song đấu này kết hợp sen với cả con úi sổi rồi một sút. Con Akali mình quá mạnh mọi người ạ, chỉ tiếc điều là nó vẫn chưa không có khả năng hồi máu ấy. Mình cho nó đồ kiểu full sát thương quá, full phép á. Nếu mà cho nó thêm một kiểm soát hack tech thì ngon hơn.
với cả cái slot mà slot cung gỗ kia thì mình sẽ lấy chủ yếu là để round 6.4 ấy, mình nhặt thêm một cung gỗ nữa để cho Akali nó thích gọi là Akali Bluetooth thôi, đứng từ xa một chút thôi. Chứ mọi người đồng, những con tướng sát thủ ấy là nếu mà kiểu nó không có một cái đại bác liên thanh ấy thì nó phải mất một khoảng thời gian di chuyển khá dài để có thể đánh được mục tiêu. Vậy nên nếu mà chúng ta muốn có thể rút ngắn được ấy thì mình phải gọi là kiếm một cái đại bác liên thanh giúp cho cái tầm đánh của nó sẽ được rút lại hơn. Cái hệ đại sư là hệ giảm tốc độ đánh của team địch trong một khoảng thời gian mọi người nhé. Có nỏ sét anh em ạ, nỏ sét nữa này. Nỏ sét này thì bây giờ mình sẽ cho con sen của mình full đi thầm rồi, full trang bị rồi. Ok, chúng ta có Iren này, phải Iren mình sẽ lên 2 sao nhá. Iren lên 2 sao này, ok. Zone nữa, wow. Có zone nhưng mà chúng ta lại không thể bỏ zone được bởi vì slot giờ đã kín rồi. Trừ khi là mình úp lên level 9, bỏ thêm con zone và sẽ có 3 đại sư. Ông này đang có 4 u hồn, 3 nguyệt tộc. Ui, 9 chiến tướng rồi, chờ chết anh em ơi. Ông này đã đạt 9 chiến tướng rồi. Tăng 800 máu cộng 70 thất thực kỹ năng. Ôi dồi, what the fuck. 800 máu luôn. Cái này nếu mà mình lắp cho Akali cái trang bị là kiểu diệt khổng lồ ấy thì nó đấm gọi là chiến tướng này gọi là phát 1 luôn. Rồi ok. Một shot. Dễ dàng quá nhở. Còn Akali nó giết người có vẻ hơi khá là dễ mọi người ạ. Khá là dễ dàng luôn. Khá là dễ dàng luôn. Ui, thua không. Ok. Sen sát thủ mà anh em, nên là cái lượng sát thương của nó cũng khá ổn đấy. Nó cũng có khả năng chí mạng á. Set. Có con set này. Nhưng mà thôi mình sẽ echo vàng nhá. Echo vàng để lên up level 9 và cho zone vào. Cho zone vào để kiếm hệ đại sư nó giảm tốc đánh của team địch đi. Để sắp xếp đổi một chút nào. Sắp xếp đổi một chút nào. Sút nào. Akali. Gặp rồi ok. Em nhá, nhìn thấy tí vũ công của ông chiến tướng nào. À, ăn choáng mặt rồi. Ăn cái CC vào mồm rồi. Một mạng. Wow. Phải quách em ạ. Ông này lên 9 chiến tướng khác. Châu hẳn luôn. Cái lượng máu quá nhiều luôn. Ôi dồi. Ôi. Sen gọi là không thể đỡ nổi luôn. Quá khỏe. Chín tiền tướng là đội hình mát binh rồi. Đội hình mát binh của ông ấy thì quá khỏe luôn. Mình bây giờ thì up level 9 mà cho zone một nữa thì có một chút về cái kiểu là giảm tốc độ đánh của team địch. Nhưng mà thằng Chan nó khỏe quá. 5680 tem. À, đúng là khỏe. Ok. Thằng Chan nước ngoài đang muốn khoe con team khen của ông ấy là rất là trâu đúng không. Mình chỉ một one shot thôi. Ok. One shot, one kill. Sắp xếp vị trí một chút nào anh em. Ok, ông lại gáy à? Gáy trâu à? Ok, tôi cho ông biết thế nào là trâu, thế nào là khỏe nhá. Ây da, chết rồi, sắp nhầm vị trí rồi. Akali của mình có vẻ đi hơi sai rồi. Do Akali của mình không có khả năng hồi máu mọi người. Không hút máu nhưng mà sao đam to quá. Đam quá to luôn. Úi xồi ôi. Cái lượng sát thương nó gây ra quá nhiều. Bây giờ mình đi chợ mình sẽ lấy một trang bị, đó chính là một cái cung gỗ nha. Có cung gỗ thì mình sẽ lắp cho Akali này cái bác lên thanh. Nó sẽ đứng giảm khoảng cách từ xa đánh đi. Ok, có luôn mọi người. Có luôn cái đại cung gỗ xuất hiện trên người của con lợn này, con lợn đòi này.
Ok, con lợn đòi. Ok, tôi sẽ ghim ông nha. Chúng ta thử solo xem nào. Team Ken với cả Akali ở tôi là con nào chất lượng hơn nha. Phải úp cấp nha. Đủ không? Ok, vẫn đủ. Chúng ta sẽ có thêm đại sư nữa. Ba đại sư rồi. Giúp cho có một chút khả năng slowly team địch. Akali là đồ binh mọi người nhá. Akali là đồ mát binh rồi. Trang bị quá đẹp. Đồ thế giới đấy mọi người ơi. Mình sẽ sắp xếp một chút nha, để ăn ông chiến tướng này. Ông chiến tướng này, ông gáy hơi nhiều rồi. Mình sẽ cố gắng để ăn ông chiến tướng này. Để Ali ở góc này đi, để sút gặp ông này à. Gặp ông Nguyệt tộc U Hồn à. Rồi Akali giờ nhẹ nhàng thôi. Cứ một sút một mạng rồi mọi người ạ. Còn Lilina ru ngủ rồi mọi người ạ. Ru ngủ tao à, mày ru ngủ tao à. Đi luôn ông. Ê à, ông này gặp bạn nào mình thua mọi người đây. Thấy chưa, ông top 1 gặp bạn nào mình thua rồi đấy. Coi một chút nào. Có gì không? Không có gì cả. Ơ, có zone này. Có zone này. Ok, bán con này đi, mua zone đi. Meko cho zone lên 2 sao rồi nhá. Team Ken này, ok, mày để đây là gì đúng không? Ông để đấy gì, one shot, đúng không? One shot one kill. Akali sẽ thể hiện được như vậy. Anh em cứ yên tâm của tôi. Đổi vị trí một chút nào. Rồi, ok, gặp luôn này. Tỷ thí vô công một chút đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 3 mạng rồi. Akali đã ăn 3 mạng rồi, 4 mạng này. Ấy à. 5. What the fuck, con gì 4 kìa. Anh em cay vãi trưởng luôn, con gì 4 kìa. Tự nhiên đăng đăng thể hiện được nhiều, con gì 4 nó combo một phát làm con Akali choáng tầm 2 giây phát rung thua luôn ạ. Vãi trưởng, thật là vãi trưởng các bạn ạ. Ui, zone này. Zone ra luôn này, có cả một cái áo trong lửa nữa. Áo trong lửa mình sẽ cho zone nhá. Bây giờ thì hình của mình thì chỉ còn một con tướng đó, đăng là một sao thôi, đó chính là con Talon thôi. Tí nữa mình sẽ kiếm để cho Talon nhá. Được, Talon lên 2 sao nữa, ổn. 9 chiến tướng châu quá, hình binh quá mọi người ơi. 9 chiến tướng mà còn chơi kiểu sát thủ cộng dồn mà xong còn một con Team Ken đấu sĩ châu nữa. Khá là khỏe. Ui, Kata này. Ông này trang bị, ông này thì quá trời ơi. Thực sự thằng trang nhân phẩm quá vãi trưởng mọi người ạ. Nhân phẩm thật là vãi trưởng. Bởi vì em biết không, cái hết cái đội hình của ông đấy mà có cái gọi là áo cái dây chuyền trục tội ấy thì nó sẽ hồi máu cực kỳ nhiều. Cực kỳ nhiều luôn. Anh em chơi hệ siêu công nghệ cũng biết rồi. Anh em chơi siêu công nghệ anh em cũng biết đúng không? Là ấy, cái dây chuyền trục tội ấy là món đồ carry của đội hình siêu công nghệ luôn ấy. Thì cái hệ chiến tướng này nó cũng giống như hệ siêu công nghệ vậy. Hệ chiến tướng này nó cũng không khác hệ siêu công nghệ đâu mọi người nhá. Là nó cũng đạt đến mức độ nào đó, tăng máu và tăng sát thương kỹ năng. Đấy, cậu hệ chiến tướng này là hệ siêu công nghệ đó. Với cả ông này ra luôn một cái trang bị dân dụng tội thì đúng quá lên đỉnh rồi. Ok, chúng ta thì công một chút nào. Một shot, hai shot, Akali dần được thể hiện rồi. Chiếu con G4 thôi, con G4 mà không combo vào mặt con Akali thì mấy ông này tuổi gì luôn, tuổi gì luôn. Tuổi gì luôn. Ôi chưa. Gáy à, gáy với tôi à. Cho một chút nào. Bây giờ thì gọn không nghĩa gì rồi, bởi vì cũng không có Talon lên 2 sao rồi. Ok, chúng ta sẽ chốt đội hình tại đây thôi. Cũng không thể thêm hay là bớt một cái gì nữa rồi. Bây giờ thì đã gọi là trọn vẹn quá rồi mọi người. Level 9 rồi. 6 sát thủ, 4 nhẫn giả, 3 đại sư và 2 sát thủ. 2 sát thủ. Ông này thì đây. Ông này đã thay đổi con Team Ken để đứng vị trí này rồi. Ok. Trai còn nhiều máu quá nhờ. Thôi còn nhiều máu quá nhờ. Sút nào, sút. One shot một mạng. Hai mạng. Ba mạng. Ui. Bốn mạng, ui chết rồi. Sao lại để con... Tôi chất lộ, ok. Ôi dồi ôi, sút cả.
À, trời, uổng quá mọi người ơi. Thôi ok, anh em xem video ủng hộ một đăng ký kênh và một like video mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video lần sau.